một mẫu chuyện để khuyên đời từ nơi Chúa. Của người con tội lỗi biết ăn năn. Vào thời kia có một phu nông cùng chung sống với hai con còn nhỏ dại. Mưa nắng sớm khuya tảo tần lo lắng, chỉ mong sao cho con mình được thành nhân chi mỹ hầu, đem tài trí ra giúp ích cho xứ sở quê. Thank you.
chàng đâu có hiểu nơi quê xưa chốn cũ. Có người cha hiền mỏi mắt ngóng trông con, từ xa xa nơi chốn lao lách bụi đường, hình hài thất thiểu đó đúng thật là con trẻ. Con của ta giờ đây chàng hết sức nghẹn ngào xúc cam, ăn năn tội mình với chúa với cha. Cũng vì tình thương mà cha đã thứ tha để phụ tử chan hòa tình nguyện thông. Đã qua rồi một dĩ vãng tối tăm, giờ trở lại bình minh tươi sáng. Đây là lời Chúa ngày xưa rao giảng cho nhân sinh hiểu rõ được lòng trời. Thiên phụ chúng ta cũng nóng lòng trong đời, mong sao nhân loài sớm cải hồi ăn năn, nắm cánh trở những lời dạy.